Xin cảm ơn quý vị. Và vừa rồi quý vị nghe một ca khúc một mình Hồng Phấn hát chồng với bài thu của mình. Cho nên xin quý vị thông cảm là tại vì hôm nay Hồng Phấn rất là đau cổ, cho nên Hồng Phấn không hát live được mà phải hát chồng vào bài thu. Xin cảm ơn quý vị. Và để tiếp tục chương trình,